OK, chào anh em nhé. Tối nay thì mình sẽ cùng mọi người chúng ta tiếp tục chúng ta cập nhật về thị trường và chúng ta sẽ cập nhật về xu của Bitcoin anh em nhé. Chào anh em. chào bạn văn sang chào anh rắn vàng chào anh dương quang trí chào anh nguyễn hữu hưng chào bạn thắng Vạn chào anh thắng chào chú phạm hóa chào chị lan trần chào anh quý lương chào anh uh, nguyễn đình huy chào bạn hoàng thiên chào anh hồng phước chào bạn cường chào anh nguyễn hoàng ạ chào anh hồ sĩ tuân ạ Đợt này em lại không like Đợt này chỉ zoom nhóm mình thôi Xong áp lại thôi mọi người Thị trường đợt này nó hành cho anh em Chạy mất dép Toang sạch Người chơi bên ngoài Toang sạch anh em ạ Sợ nhỉ Thị trường đợt này nó hành cho mọi người Đúng ừ. thật là Toang hết anh em ạ nhìn hơi căng đấy nhá anh em nhé bản chất của thị trường nó là như vậy mà có nghĩa là nó không dễ dàng đấy bản chất của thị trường nó sẽ là không dễ dàng anh em nhé em, anh em nào bảo dễ dàng thì mình không biết nhưng mà bản chất của thị trường thì nó sẽ không hề dễ dàng một chút nào Thậm chí là nó rất là căng căng thẳng đây mọi người. Nó còn hành anh em, tình hình này nó còn hành anh em thêm. <laughs> nó chỉ cần làm cho anh em vài nhịp nữa là anh em đứt hết anh em ạ. À. Không còn gì. Nát hết tài khoản anh em ạ. À cái bốn rồi thì bây giờ về bờ kiểu gì đúng không anh em đúng không mọi người bây giờ chia bốn rồi bây giờ bảo về bờ thì uh, khó lắm chắc chỉ có phép màu mới về bờ được thôi anh em nó là một cái mức giảm mà kiểu nhiều ấy cái ba chia bốn nặng quá anh em thì nếu mà muốn về bờ được thì nó cần phải có thời gian chứ còn bài nếu mà bảo nó trong một hai tháng thì nó chỉ có phép màu thôi mức chia mức giảm của anh em bên ngoài nó nặng nề quá theo cả nhà nhé chào anh phan cao huy chào chị thu hà chào bạn nguyễn hồng chào chị mười ạ người ngoài chắc chia 3, bốn năm lần đa phần là chia như vậy mà đa phần bây giờ bên ngoài cộng đồng phải tầm chia trên ba lần chia trên ba thì gần như là chắc chắn rồi Cống nhất bắt đầu thấy căng thẳng đúng không? Chào anh Hải Đăng. Anh em đánh là hơi căng đấy nhá. Cẩn thận năm nay đánh không cẩn thận là không tăng được tài khoản đâu, mình nói mọi người rất nhiều rồi, anh em trả tin. Kiểu lúc thị trường nó nó kiểu tích cực ấy thì thành ra này mình chia sẻ với anh em thì kiểu nó có gì đấy mà anh em sẽ nghi ngờ đúng không nhưng mà khi mà thị trường nó chạy và nó hành anh em thì mọi thấy là thật sự là nó gì ạ nó cũng rất là căng thẳng anh em ạ kiểu vậy chào anh bộ đoàn chào bạn trịnh trung hiếu chào anh kế ạ đấy nó cứ chập chờn này anh em còn chết là thôi mình cứ xác định là năm nay em cứ chuẩn bị tinh thần trước là năm nay không kiếm được tiền không tăng được anh em cứ anh em bên ngoài cứ phải chuẩn bị tinh thần trước cho mình để sau đến lúc mà không tăng được đỡ áp lực chuẩn bị tinh thần trước cho mình đi anh em bên ngoài nhá anh không cẩn thận năm nay còn chia nữa chứ chia này thì đãn thua gì đâu anh em cuộc chơi nó càng ngày nó càng khó ấy mọi người nên nhiều khi anh em cứ chuẩn bị tinh thần trước thì nó nhẹ nhàng ấy chào chị Thùy mấy hôm trước bơm lên 70 nên nó sập một phát cho anh em về đoạn dưới này. 62. Sai thì cũng chập chờn cũng không tăng được mấy. Nó vẫn quanh quẩn, nó an coi thì nó cũng chả có giảm. nếu mà anh em mà có nhìn an coi nó giảm ấy. Thì là đấy là nó giảm ở trên khung thì ăn bé. Đấy còn nếu mà nhìn mặt bằng chung thì không có giảm anh em nhé Nếu mà mọi người nhìn ở sóng đêm một thì an coi thì nó vẫn quanh quẩn sideways thôi Nó không được coi là giảm Nhưng nếu như mà bật mà 30 lên Thì nó sẽ là giảm Đúng không anh em Đây Ví dụ nhá Nếu mà anh em nhìn sóng đêm một thì nó không có giảm Hôm nay không phải là sóng giảm Ai bảo đây là sóng giảm anh em Không phải sóng giảm Nó đã phá được cái đáy cũ ở đâu mà là giảm Đúng không mọi người nó mới về quanh quanh này gọi là nó đi ngang thôi nếu mà anh em mà nhìn sóng ở D1 thì gọi là nó đi ngang thôi nhưng nếu như mà nhìn mà 15 mà 30 h 1 h 4 là là căng đấy á còn thị trường thì vật thực sự thì nếu mà chúng ta khách quan chúng ta nhìn thì nó đi sai quay nhá anh em nhá chúng ta nhìn khách quan một chút nhá tiền nó sai quay chứ nó không có giảm đấy chúng ta phải nhìn khách quan nhưng nếu như mà anh em nào mà chơi khung bé thì là căng tại vì khung bé nó là nó nhanh cái cây lớn rất đỏ thì là căng rồi đúng không anh em nó giảm từ đây về đây nó đỏ này mà đủ để cho anh, anh em làm sao ạ toang cháy cua đúng không anh em còn nếu mà chúng ta nhìn khách quan thì nó không có giảm nó vẫn kiểu thế anh em ạ kiểu kiểu thế ừ. chào anh thái ạ Chào bạn Dũng Nguyễn, em vào muộn có gì hot đấy không anh nhá, vào muộn à, vào muộn thì cũng chưa có gì hot lắm nhưng mà tí xếp lại cho anh nhá, thì anh có áp lại video Đợt này nhìn như 22 tháng 6 năm 2023 anh ạ, à nhìn như cái đợt đấy, anh cũng không xem nên anh không rõ, em nhìn là như đợt đấy đúng không Chào anh Bùi Văn Thắng ạ anh em đợt anh em đánh năm nay em cẩn thận cho mình năm nay đánh hơi căng đấy mình thì vẫn tự tin là mình có thể nhân 2, nhân 3, nhân 4 được Nhưng mà ok mọi thứ mình tự tin quá anh em nhưng mà đấy là với mình còn anh em người chơi có xác định là năm nay cứ chuẩn bị tinh thần trước là năm nay có khi không không kiếm được tiền chuẩn bị tinh thần trước đi anh em sau sau đến lúc nó không tăng đỡ sốc Đợt này dễ chịu hơn đợt 22 tháng 6 năm 2023 ạ. 22 tháng 6 năm 2023 là đoạn nào nhỉ? rồng <laughs> cũng 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 như thế đấy. Tháng 6 năm 2023 đúng không? Tháng 6 là run run đúng không mọi người? Run là tháng 6 đúng không? Trông cũng thế đấy mọi người, trông sóng biên độ sóng nó cũng mạnh đấy. Thì coi là chúng ta thoát được hàng thôi mọi người. Vậy chúng ta thoát được hàng thế nên là chúng ta ok thôi chứ còn nếu mà nhìn vào biên sóng là em thấy là cái đợt vừa rồi con sushi nó từ 2.1 nó giảm xuống 0.5, còn đợt trước nó còn giảm cho một người từ có 1.6 nó giảm về có 0.5. Mức giảm tương đương. Đúng không mọi người? Thế là đợt này nhìn em nhìn là cũng 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 có vẻ tương đương đấy anh em. Như em nhìn là trông nó có vẻ cũng 19110 đấy mọi người đây, đúng không? Trông là cũng 19110 đấy chứ không phải chỉ qua là chúng ta thoát được đâu chúng ta vào giá ok thì chúng ta không bị áp lực và chúng ta chúng ta dễ chịu hơn thì đúng nói chung có là nhóm mình dễ chịu hơn thì em đồng ý nhưng mà nhìn về biên độ sóng này em thấy là cũng một chín một mười đấy chứ cũng không nhẹ lắm đâu nhẹ anh em nhỉ đúng không anh em nhìn này có vẻ căng đấy á. nó ra nó làm cho một cây một đỏ này nữa thì thôi anh em chạy mất dép nhỉ nó làm cho cây đỏ dài này nữa thì anh em chạy mất dép thật đi mọi người sợ luôn nhưng mà mình nghĩ là đợt này thì Ừ, cũng ok mà chào nhé bạn hiếu trần nhé chào anh trần văn sĩ leo lên mất bao cây lến rơi thì có đúng ba cây là xong á rơi đúng ba cây là xong ừ <laughs> nhanh nhỉ nó rơi nhiều khi nó rơi nhanh lắm có giai đoạn nó sập cho một phát là toang sạch mà mọi người <laughs> đợt này nó rũ như mình có nói với anh em rồi những cái phiên sắc ao đợt này thì mình cảm thấy nó cũng đủ rồi thì qua là nó có rũ thêm những cái dịp nhỏ nữa hay không còn nếu mà về cấu trúc chính thì mình cảm thấy đủ rồi anh em đúng không nó sẽ phân ra là cái kiểu như cái cành có ăn như này cái cái, 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 cái cái những cái, nhánh chính ấy một cái cây đúng không mọi người một cái cây thì đầu tiên nó sẽ có một cái thân lên đúng không nó sau đó nó sẽ có những cái nhánh chính đúng không sau những cái nhánh chính nó sẽ tỏa ra những cái nhánh phụ đúng không đấy thì nếu mà nhìn về cái nhánh chính thì mình cảm thấy đủ rồi anh em anh em anh hiểu anh em hiểu về cái nhánh chính mà em chia sẻ không còn những cái nhánh nhỏ thì có thể nó sẽ tạo ra những cái cấu trúc bé thì cái đấy là nó có thể thêm nếm thôi cái này ví dụ một cái cây đúng không mọi người? Một cây nó sẽ có một cái thân rất to bên dưới đúng không? Sau đó lên nó sẽ nhánh ra là có khoảng khoảng tầm 5 7 cái nhánh chính là nhánh to. Mọi người hiểu không? Sau những cái nhánh to thì nó sẽ có những cái nhánh nhỏ nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn về cái cấu trúc nhánh to thì đủ rồi. Nhưng mình nhìn thấy là cấu trúc nhánh to thì đủ rồi. Thì nó sẽ còn có thể nó sẽ dây dưa dâu ria cho anh em một tí, người ta gọi là những cái nhánh nhỏ ấy. Đấy để cho nó đủ đủ bộ khung thôi. Đấy. Kiểu vậy. Cái này không biết kể thì anh em mình dùng ra không? Anh em mình dùng không? Anh em có bình em số 1 ở đây này, kiểu kiểu cây ấy, mọi người. Cây cây gỗ ấy chứ không phải là những cái cây khác. Ê, mọi người nhớ không ạ? Quay là chúng ta có những cái nhánh chính là cảm thấy đủ rồi. Đây, đây 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 đây, đúng đúng như cái mình nói thế này mọi người. Tao trả anh em nào comment số 1 thế Đâu ô cái cây vừa rồi đâu đẹp đang cây đang đẹp Ô cái cây vừa rồi đâu nhỉ Tao chả thấy cây đấy nhỉ Đây này nhưng mà đại, đại khái là nó có những cái phần thân chính này Cái nhánh chính của nó thì là, là ok rồi Chứ mà là bên nó râu ria cho anh em những cái cành nhỏ Những cái thằng là hoa lá cành thôi Hoa lá thêm thôi để cho nó đủ bộ thôi Còn bộ khung thì mình thấy đủ rồi Đấy, như mình thì mình thấy bộ khung là đủ rồi đấy nhưng cái nhánh chính là nó đủ rồi có Cái nhánh chính nó tạo ra một cái bộ khung rồi đủ rồi. Còn bây giờ gọi đánh cái nhánh nhỏ những cái hoa lá cành gọi là thêm bẹp thêm nếm để cho anh em ok tí nữa thôi. Đấy, anh em hình dung ra không? Chả thấy anh em comment gì. <cười> <cười> Có lẽ người chơi kỳ này nì hơn Lên du cũng dụng ít hơn Các bạn Thảo Phương nhé những cái câu chuyện mình kể đấy thì anh em hy vọng anh em hiểu chứ không hiểu thì mình cũng không biết kể kiểu gì nữa. Ừ. nó hơi liên tưởng đến cái cây một tí nhá anh em nhé nó hơi liên tưởng đến cái cây một tí là bộ khung thì đủ rồi còn thiếu rồi là hoa lá cành mới gọi là những cái nhánh nhỏ thôi để nó tạo ra một cái cấu trúc đủ đấy kiểu vậy còn bộ khung thì nó xây xong rồi cái nó đợt này cái bộ khung chính thì nó xây xong rồi bây giờ nó chỉ gọi là dâu riêng tí cho anh em kiểu vậy anh em bây giờ đơ cả rồi ạ anh em bây giờ đơ cả rồi nó như nào anh nhỉ là mọi người đơ trong nhóm mình đơ hay là bên ngoài đơ anh nghĩ lại giống năm trước cuối năm anh em nhóm ta vui vẻ ăn tết to Ừ, năm ngoài nhóm mình ăn tết ok thì năm nay thì cũng ok đấy ừ, năm nay là ok mà năm nay đánh chuẩn thì năm nay ăn tết nó to mà phải là đang thiếu một chút hương hoa à gọi một chút hoa lá cảnh nữa thôi anh em nhé bổ khung thì đủ rồi nhé cấu trúc phát triển đợt này rũ đợt này thì nó bổ khung nó đủ rồi thêm một chút nữa một chút nữa thôi anh em ạ là ok cần thêm vài cơn bão để nó rũ rũ anh em rũ những cái lá cây đi cho nó nhẹ anh em ạ à. kiểu vậy giải thích thế cho anh em dễ hiểu chứng khoán cũng đỏ anh ạ chứng khoán đỏ thật không để anh xem nào chứng khoán á ờ chứng khoán hôm qua đỏ thôi hôm, hôm qua đỏ nhỉ à. đấy chứng khoán cũng đỏ một chút anh em nhé chưa gọi là cũng đỏ một chút thôi thực ra làm gì đến tết mà phải ăn làm gì phải chờ đến tết đâu anh dương nguyễn sắp tới đã là ok rồi mà chờ đến tết thì ừ, thì tết là ăn to đấy còn sắp tới thì cũng là ăn đấy kiểu kiểu thế còn nếu mà tết thì ăn to kiểu vậy Mùa xuân thì hy vọng mà chúng ta sẽ có thành quả tốt hơn. Mùa xuân thì hy vọng mà chúng ta sẽ hái được nhiều quả ngọt hơn. Tết thì hy vọng là nó sẽ đơm hoa kết trái cho mọi người. Sau đến đến uh, mùa xuân thì chúng ta sẽ thu hoạch nhé mọi người nhé. Còn bắt đầu uh, cuối năm nó đi vào mùa đông thì bắt đầu chúng ta tính toán ok. Chúng ta cũng bắt đầu có thể thu hoạch hoa dần rồi. Nhưng mà ý là hoa nếu mà thu hoạch thì uh, cũng ok nhưng mà nếu mà chúng ta để cho nó kết trái thì nó ngon hơn đấy kiểu vậy. dạo lên nay like với anh em kiểu hôm nay thực ra hôm nay mình chứng trả định zoom đâu tại vì nó không có gì thay đổi nhưng mà nhiều khi lại sợ là bà thôi mình không zoom thì sau anh em lại có khi anh em lại kiểu tâm lý chứ bình thường hôm nay mình không định zoom hôm nay mình không định zoom hôm nào cũng zoom nhiều quá nó chán đấy mọi người ý là nó phải có cái gì mới cơ. thì chúng ta chia sẻ với nhau thì nó còn mới mẻ nhiều khi bây giờ có anh em bảo ôi hiếu đợt này nên chia sẻ nên phân tích thị trường cũng chẳng có gì mới mẻ quá nhiều khi nghe cũng buồn với anh em bây giờ nên chia sẻ với anh em cho mọi người an tâm này bảo ôi ông này nên ông này chia sẻ hôm nào cũng như thế thế anh em muốn mình chia sẻ kiểu gì đúng không mọi người nên nhiều khi mình sáng mình làm video cũng chia sẻ rất chi tiết với anh em về cái plan của mình anh em bảo ôi ông hiếu này sáng chia sẻ cũng sau cứ chia sẻ như thế mãi trùng nạp thế nhiều khi nó khó ấy mọi người nhiều khi khó chia sẻ tâm huyết với anh em đến lúc khi mình không chia sẻ thì anh em bảo. Ôi xong thằng này đợt này không ra video kiểu gì cũng nói được anh em <laughs> nên giờ sáng mình chả làm video nữa vui vui thì sắp tới mình làm lại thôi chứ còn nhiều khi không chia sẻ thì cũng bảo Ôi thằng này bây giờ nó im nó chả chia sẻ nữa chia sẻ nhiều thì mà ui hôm nào nó cũng chia sẻ là bây giờ cứ như thế chả thay đổi gì ủa thì chẳng nhẽ này hôm nay mua mai bán á sao lại bán đi cắt lỗ xong này ngày mai lại bắt đầu lại mua đuổi á đúng không anh em đúng không chẳng nhẽ bây giờ lại cứ hôm nay cắt đi Sau bắt đầu ngày mai bắt đầu thấy nó bơm lên xanh ở nhảy vào mua với nhau sau nó xuống lại cắt đi à đúng không thế thế đánh thế thì kiểu gì có anh em kiểu gì anh em nói được chịu <laughs> Anh Thảo Nguyễn anh chia ra vào vẫn ok anh nhé. Năm nay đầu đánh nó căng mà nó trải qua cái giai này anh em bị thấm mà. chứ còn mình nói anh em rồi nó trải qua anh cái giai yên bình thì thì nó không kiểu như nào nhỉ. Ai ai cũng như ai mọi người. Nếu mà thị trường tăng giá thì ai cũng như ai. Thị trường nó cứ tăng giá này thì ai cũng như ai. Ừ, thực ra thử đợt này tăng giá vẫn chết anh em vẫn chín, vẫn nát cái tài khoản đợt tăng giá này nhóm mình ăn được thôi nhưng mà đúng là những cái đoạn tăng giá thì những cái đoạn yên bình tăng giá này thì ai cũng gọi là nói chung là cũng có cái khó để phân 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 định được đúng không mọi người nhưng mà bây giờ mình anh em nó trải qua cái đoạn khó khăn này phát nó thấm ngay nó thấm ngay nó chứng minh là bằng cái việc mà anh anh em follow ai nó đúng đắn ngay kiểu vậy nó phải có những cái giai đoạn nó bất bất ổn như thế Nó mới chứng minh được chứ mọi người chứ còn thị trường nó cứ tăng xã hội yên bình thì làm sao chứng minh được đâu mọi người nhưng mà nhóm mình mình vẫn cảm thấy thành công nhóm mình nhóm mình cảm thấy là thời gian vừa qua nhóm mình đánh thành công còn nếu mà anh em bảo đi với mình mà mọi người cảm thấy đánh như vậy mà không ok thì đấy là do mọi người còn mình tự tin là nhóm của mình thì gần như là thuộc vào dạng là tốt đánh rất ok trong thời gian vừa qua luôn ấy đánh thế mà không ok thì anh em đánh kiểu khác rồi mình không biết kiểu vậy <laughs> mình như cá nhân của mình thì vẫn thấy là ok sắp tới mọi thứ đều đang ổn định hết đây hy vọng là chúng ta sẽ có nhiều cái tín hiệu ok hơn còn ra nó chập chờn này thì chắc chắn là mọi người sẽ không thể nào mà có thể nhân 5 nhân 10 được nó đâu có tăng giá đâu mà tăng mà nhân 5 nhân 10 được đúng không anh em đúng không mọi người Đến lúc tăng giá cái thì sao ông nào cũng mồm nên phân tích kính vào đấy ngày xưa đoạn dưới này bạn mua đấy múc các kiểu thứ nhất là đoạn trên người ta không cuốn quát nào và thứ hai là đoạn này người ta mất tâm nhưng mà sau này người ta lại nên người ta lại bảo ui ngày xưa côn anh em mua đấy anh em giàu các kiểu <laughs> chịu nhỉ đúng không mọi người nhiều khi thị trường tăng giá nó khó khó phân định lắm <laughs> thật may mắn vì khi tham gia có người dẫn dắt anh ạ à. ừ ngày xưa anh đầu tư anh đều phải tự đi ngày xưa thực ra ngày xưa mình đi rất là khó khăn đấy mọi người ngày xưa mình đầu tư cái phương tiện thông tin đại chúng nó ít lắm nó chả có thông tin gì đọc tự mình đều phải đưa đi hết từ đầu ấy bây giờ mọi, bây giờ khi mọi người mà xem like của mình mọi người học hỏi của mình thì qua thời gian thì mọi người sẽ rút ngắn được cái khoảng thời gian rất nhiều không đấy là sự thật luôn ấy mọi người nếu còn nếu mà như ngày xưa mình đi anh em mà ngày xưa cái gì mình phải tự tìm hiểu ấy, nó không có thông tin đại chúng gì luôn ấy, nó khó khăn lắm. Kiến thức sách vở nó không có ở trên mạng rất là ít, tự tìm hiểu hết. Nó phải lọc bao nhiêu người thì mình có thể tồn tại được một vài người chứ mọi người, chứ đâu có dễ đâu, anh em có khi mà anh em tồn tại thời điểm đấy ý. Anh em cũng thanh lọc anh em rời bỏ cuộc chơi từ thời điểm đấy rồi. Ý. Anh em biết là từ thời điểm đầu tư 2016, 2017 bao nhiêu người chết, người ta rời bỏ cuộc chơi không? Rất nhiều người rời bỏ cuộc chơi rồi từ thời đấy rồi chứ có phải là ai đầu tư thời đấy cũng giàu đâu anh em lấy đâu ra <laughs> xem thế nào năm nay đánh ok ổn thì đẹp <laughs> cố gắng đánh với anh em đến một vài năm nữa thì mình nghỉ Mình có nhiều dự định về tương lai nên sau này mình cũng không không thể nào mà thường xuyên chia sẻ với mọi người nữa được ấy. Hy vọng là trong năm nay năm sau chúng ta sẽ có nhiều tín hiệu tích cực. Đành với anh phải không ngủ ngon ạ, à? vâng. Anh Nguyễn hướng anh ở trong nhóm lâu rồi. Em nhớ anh lại mấy năm rồi. Tuần này nó không có gì để chia sẻ với mọi người ấy. Nó có gì đâu, thị trường nó hành, nó rũ Bây giờ nó chỉ rũ anh em tí rồi sau nó nó bơm mà đợt này thực ra nếu mà bảo là nó xuống sâu thì Mình cũng không có nghĩ nó xuống dặn đầu 3 hay đầu 4 Đấy là với mình Mình vẫn coi nó là bùng gom thôi Nhưng anh em mà biết đến thị trường sau này thì thì Thực ra thì đây nó vẫn là một vùng mua tốt Đây nó vẫn là một vùng mua tốt tất nhiên là nếu mà các bạn mà muốn mua cái vùng 20 ngàn đô trước đây mình cô nên là 30 ngàn thì các bạn sẽ không thể mua được nhưng mà nếu mà nhìn tổng quan chung thì nó cũng là giá tốt mà nếu mà chúng ta nhìn tổng quan chung thì nó là giá tốt nhà đầu tư mới họ không có hiểu ấy mọi người nhà đầu tư mới người ta không có hiểu người ta có tóm lại là anh em bây giờ cũng qua thời gian mọi người hiểu thị trường hơn cái suy nghĩ của đã khác rồi nhá nhưng mà cái, những những cái nhà đầu tư mới người ta nhảy vào thị trường buồn cười cực kỳ luôn đấy mọi người những cái nhà đầu tư mới người ta nhảy vào thị trường cái suy nghĩ hay là cái tư duy của họ buồn cười cực kỳ luôn ấy thì quan là bây giờ mọi người trải qua sau đó thì mọi người có thể thay đổi rồi thì mọi người sẽ thấy nó đôi khi <laughs> mọi người không không nhận ra cái sự thay đổi của bản thân ấy nhưng mà anh em thử nhìn xem cái ngày xưa mọi người mới đầu tư vào ấy Mấy cả những cái nhà đầu tư mới bây giờ kiểu tư duy của họ rất là buồn cười luôn ấy Tư duy rất là buồn cười nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là mình đúng Lúc nào cũng nghĩ là mình phải như thế này mới là đúng này Phải phải như thế này mới là đúng Thì sau đấy thì đấy kiểu kiểu thế Tuy nghĩ vào mua đồng coi xong thì nó tụt 10-20% cái thì cũng lại sợ nên trên nhóm thì hỏi cái con này có mua được không thấy mấy anh em khen thì cũng lại nhảy vào mua giữ giữ xong rồi đợt vừa rồi ông con mới chia sạch một cái vòng luẩn quẩn ấy người chơi mới thì gần như ai cũng dính thôi mọi người không không vượt qua được khó lắm anh em cứ mới đầu tư vào xem anh em mới đầu tư vào xem anh em tự, anh em hiểu mà Ngày xưa các ông phân tích gì OP các kiểu ARP xui kinh đấy. Giờ chả ai nói về mấy con đấy luôn ấy, sợ. OP các kiểu đẩy đầy KOL trên thị trường cho anh em đu OP ARP xui. Đu ở tầm 3 4 đô này, này chứ không phải là đu một đu hai đô, đu hai đô nó rất là bình thường. Anh em toàn đu OP toàn trên 4 đô sạch. bốn đô nó về đợt vừa rồi nó về đây thì cũng chia tận bốn lần, ba bốn lần. Ủa con OB này chưa nhiều nhỉ, con OB chia 4 từ đỉnh cơ, sợ thật. Đây, anh em nhìn xem. Mình là cái người mà mình còn bảo ăn coi chia 2 chia 3 khi nó đang ở đỉnh nhá. Đấy là đấy là mình mình còn nhận nhìn ra cái điều đấy. Hồi đấy nhận, hồi đấy view cái việc mà chia 2 chia 3 anh em nói kinh lắm anh em bây giờ nó cũng giảm thật thì anh em còn không soi mình chứ Nhưng ngày đấy mình view ăn coi xuống kinh lắm ngày xưa mình view con adb về một đô đã huyền thoại lắm rồi ý. mà anh em biết không ạ 0.5 0.6 ngày xưa mình nói anh em là mình ngày xưa mình view con op con adb về dưới một đô đã điên rồ lắm rồi ý. đang ở đây đang ở đây đang ở đây ông view về gì tận một đô điên rồ cực kỳ điên rồ đúng không anh em nhưng sau cuối cùng anh em biết không nó về 0.6, 0.58 luôn. Tôi cũng thế. Quá là mình view khi mà thị nó đang ở tăng giá nhé, chứ không phải nó đang ở đa giảm nhé Cái đây này, đợt xui đây này, mình nói anh em là xui sẽ về dưới 1 đô này. Đây. Xin lỗi anh em luôn đợt rồi về ngang con con ARP 0.58. cũng chia nhiều đây anh em đánh ăn coi đây toàn dự án ok ổn nó kiểu hôm là chả biết thế nào Đây ăn coi đấy mọi người cứ chờ đi năm nay em mình nói anh em rồi năm nay đánh không ok là năm nay không không kiếm được tiền đâu may ra là bây giờ anh em đánh được hòa vốn so với mức bây giờ là anh em cũng là ngon lắm rồi đấy so với bây giờ nếu như các bạn đánh từ giờ cuối năm mà các bạn đánh mà được hòa vốn so với mức bây giờ là các bạn cũng là ok lắm rồi đấy mình nói ra như vậy để cho mọi người hiểu là từ giờ cuối năm nó khốc liệt từ giờ cuối năm mà anh em nào mà đánh mà hòa vốn được so với mức bây giờ là cũng là ok lắm rồi đấy nhá Hôm nay mùng 2 tháng 8 Nhanh nhỉ, để chuẩn bị mùng 2 tháng 9 rồi này mọi người Sau năm nay mình thấy trôi qua nó nhanh đấy Anh em thấy thời gian năm nay trôi qua nhanh không? Hôm nay mùng 2 tháng 8 chuẩn bị mùng 2 tháng 9 Mùng 2 tháng 9 Sau lại trung thu Ơ, mùng 2 tháng 9 là năm nay hình như là Kỷ niệm 80 năm đúng không mọi người? Đúng không? Ơ, ừ, năm nay có phải là kỷ niệm 85 không? năm à, sau chứ nhỉ năm sau chứ mà năm nay đâu năm nay hai hai đấy sau lại chuẩn bị trung thu anh em trung thu bây giờ bây giờ bánh trung thu bán đầy đường rồi mọi người bây giờ bây giờ bánh trung thu bán khắp lơi Thời tiết thì bây giờ anh em ở miền Nam thì chắc là vẫn đang mùa mưa. Bây giờ tháng 8 vẫn đang mùa mưa. Tháng tầm tháng 11 tháng 12 rồi mới hết. Bây giờ nó vẫn đang ở trong mùa mưa đúng không? Còn miền Bắc thì bây giờ thời tiết dễ chịu rồi, không không nắng gắt nữa. Có thể là một vài hôm tới nó vẫn có nắng gắt nhưng mà nó đỡ hơn. Bắt đầu mùa hè là bây giờ học sinh đi đi học trở lại rồi còn gì? Ngày mùng 1 tháng 8 là học sinh đi học đúng không? Hôm qua là học sinh đi học rồi. Hết hè rồi anh em. Nhanh lắm, hết hè rồi. Ây, à, thế là chuẩn bị hết năm nay Nhanh Ừ, thời tiết đợt này dễ chịu rồi Mình xem thời tiết đợt này dễ chịu Mấy hôm tới tầm tuần nữa thì nó mới lên đến tận 36 độ Còn đợt này toàn 29, 30 độ thì nó nhẹ Đợt này chắc có bão hay sao thì nó hay mưa Mấy hôm tới chắc nó vẫn đang cắt Nó vẫn còn nóng ấy nhưng mà đợt này chắc là ảnh hưởng bão ấy, nó có mưa cả các kiểu nó không không nóng còn còn đợt này thì ừ, sắp hết năm rồi anh em mấy tháng nữa là hết năm vừa tết xong mới hết năm sợ thật ừ. Em nhận thấy năm nay hè lội không nóng anh ạ anh cũng không để ý lắm anh bây giờ anh cũng không tại vì nếu mà lắng thì anh cũng ít ra ngoài nên thành ra là bây giờ mình không cảm nhận được cái mùa đông với mùa hè nữa đấy là chia sẻ thật với mọi người là trong những cái năm nhiều năm gần đây là mình không cảm nhận được cái mùa đông với mùa hè nữa tại vì nếu mà mùa đông lạnh quá mình cũng chả ra ngoài đâu mà đi ra ngoài thì nó cũng không bị lạnh lắm còn nếu mà mùa hè cũng thế nên mình trong nhiều năm gần đây mình không cảm nhận được lắm Vẫn đi cái thị trường nó hồi cho anh em cái cho anh em dễ thở chứ còn tầm này trông anh em holder nhìn nản lắm rồi Giờ nản lắm rồi mọi người em nó có hồi được lên tí cho anh em không như Sợ nhỉ, nó hồi lên phát loại sập Nhưng mà tầm này thì mình nghĩ là tầm giá này thì cũng bình thường Nói chung là cũng không gì, có gì mà kiểu phải Kiểu sợ quá ấy Ok chập chân chập chờn dọa anh em tí giúp anh em thêm tí nữa đom thì vẫn lên, sợ thật đom vẫn tăng anh em ạ à. đom vẫn tăng anh em ôm ăn coi toang sạch ôm ăn coi ở đỉnh thì toang mình thì thực ra mình cũng ôm ăn coi có ôm ăn coi nhưng mà mình mua giá cũng ok chứ nếu mà mình mà ôm từ đỉnh này mình cũng toang nếu mà mình ôm từ đây là toang đấy nhưng mà không mình qua một đoạn này thế nên là mình không toang Chứ còn anh em mà xác đình của ôm từ trên trên đỉnh thì toang sạch Ôm từ đây chả toang Còn mình ôm ở đây thì làm sao toang được anh em Đang vùng vua của mình đây Có tụt, có tụt so với đỉnh So với thời điểm cao nhất đạt được Nhưng mà nó không Nó không không đến mức âm nhiều Nó tụt so với thời điểm cao nhất tài khoản đạt được thôi Mình, mình, nhiều anh em cứ bảo ôi ông miếu này ông này cứ nói nhiều khi ông mình nói nhìn có vẻ gắt thế <laughs> mình nói rồi cứ chờ xem anh em đánh không tỉnh táo cuối mùa kể cả up trend kể cả thị trường nó có tăng giá cũng không kiếm được tiền luôn ấy cái biên độ sóng của thị trường sau này là càng ngày nó càng kém đi thế bây giờ án nó nhiều quá anh em bây giờ ví dụ ngày xưa bây giờ mình nói anh em mà thời 2016 2017 mình chơi có dự án nó bơm cả nghìn lần hai nghìn lần sau đến mùa vừa rồi nó cũng không bơm được như thế nữa đa phần các dự án nó chỉ bơm được đôi 30 lần thôi ở mùa này có khi là cái biên sóng nó lại giảm hơn Dự án nó nhiều quá anh em Bây giờ nó nhiều dự án quá Mới thứ hai là cái niềm tin của người chơi nó càng ngày nó bắt đầu nó càng có rồi Nó không thể bơm mạnh được Nhưng ngày xưa niềm tin người chơi không có Nó phải bơm mạnh để cho anh em phải form Anh em phải bắt đầu phải anh phải ham nhảy vào mua rồi thôi Nhưng mà bây giờ, bây giờ anh em bắt đầu có niềm tin rồi Nên thành ra là nó đẩy nó sẽ đẩy trong cái giới hạn Trong cái giới hạn của của người ta kiểm soát thôi anh em Bây giờ nó bảo nó đẩy mà kiểu bơm như những cái mùa sóng trước làm sao khó lắm anh em Người chơi bây giờ cũng người ta cũng khôn ngoan hơn rồi, người ta cũng có niềm tin hơn rồi, bây giờ đẩy toàn nhân 30 50 lần thế thì ai anh giàu à, đúng không? Nhưng ngày xưa mình nói anh em là ngày xưa mình trải qua ấy, người giai nó còn bơm cả nghìn, hai nghìn lần đấy Những cái đồng coi nó bơm như thế ấy. Nhiều lắm Mấy con, mấy con coi hồi xưa nó bơm kinh Trong mùa vừa rồi bắt đầu, bắt đầu nó giảm đi rồi, nó không có, nó đa phần toàn bơm mấy chục lần Cho nó càng ngày nó càng giảm đi mùa đầu tiên thì anh cứ anh em bắt đầu có em là tại tâm lý của người chơi người ta sẽ nhìn lại cái dữ liệu quá khứ sau đó người ta bảo là cứ hâu đơ coi hâu nắm giữ dài hạn ấy thì là sẽ ngon với giàu đúng không Các là anh em mình đúng không ạ lần thứ nhất ok là hâu là ngon mùa những cái mùa 2016 17 của mình hâu là ngon đến đến mùa dòng 2020 2021 hâu vẫn ngon nhưng mà chắc gì mùa này hâu đã là ngon anh em Năm mùa này có khi này phải cần ra vào lệnh nhiều thì mới ăn được ngon thì mình gọi là mới tăng được tài khoản nhiều chứ còn nếu mà bảo hâu chỉ tăng được tầm tầm năm gọi là tính từ đáy có khi nó chỉ tăng được khoảng 5 đến 10 lần thôi còn nếu mà tính anh chi anh em vào nó chỉ bơm được khoảng từ ba năm lần thôi nó là như vậy cuối cùng là anh em chả tăng được nhiều tại vì bắt được đáy thì có phải ai cũng bắt được đâu thế nên có nghĩa là người chơi người ta có dữ liệu quá khứ là như vậy rồi nhưng mà bây giờ người chơi khôn ngoan như vậy rồi thì nó phải thay đổi đi chứ đúng không mọi người chứ còn mùa đầu tiên thì ai biết là holder đưa coi là ngon đâu thì nó mới đẩy nó mới bơm được cả nghìn hai nghìn lần mình cũng bán mấy con bán non đấy ạ à. ngày xưa mình ôm xvg trong tài khoản đầy ra ấy. ngày xưa mình có ôm xvg rất nhiều mình không thể nhớ được nhưng mà mình ôm con đấy phải tầm ngày xưa mình ôm riêng con xvg ngày xưa mình ôm nó rất là nhiều luôn ấy sau bán cũng bán non, cũng bán xong nó bơm cận tâm mấy trăm lần nữa. Bơm nhiều lắm, bơm 50 lần, hồi đấy là 50 lần là là bit, còn nếu mà bơm theo kiểu đô thì nó phải bơm tầm 100 lần. Mình nhớ là nói chung là bơm so với giá bit là bơm so với giá của mình mua, đấy là mình đã ôm nó phải từ 10 cho đến 30 bit con đấy rồi. Sau nó bơm so với số lượng bit này là nó bơm nhân 10 nữa, ăn à, nhân 50 lần nữa. Ông nhớ rõ lắm nhưng mà hồi đấy con này nó bơm mạnh lắm, hồi đấy con này nó bơm mạnh lắm nhưng mà mình không giữ được, sau cuối cùng là mình bán đòn con đấy hết mà, không giữ được. Mùa thứ hai, mùa thứ hai bắt đầu người chơi mà người ta cũng, bắt đầu người ta cũng thấy rằng cái việc holder ngon, đúng không? Chả ai dám holder. Thế là cuối cùng là anh em holder thì cũng không được nhân đến nghìn lần nhưng mà vẫn tăng tài khoản rất tốt, có thể 10, 20 lần, 30, 30 lần. Nhưng mùa sóng này là bắt đầu các ông có kinh nghiệm của hai mùa sóng trước rồi. Thì liệu anh em nghĩ rằng là cái câu chuyện holder có ngon được như vậy hay không? Đúng không anh em? Đúng không anh em? Người chơi bây giờ người ta nhìn ra được cái kinh nghiệm rút kinh nghiệm của hai mùa sóng trước rồi thì liệu người ta có làm như vậy nữa hay không? Ví dụ nó vẫn đẩy nhân khoảng tầm 3 4 lần 5 lần nhưng nếu như mà anh em không không chốt ra nó lại chia 2 chia 3 lại về hòa xong lại đẩy tiếp lên. Thế là cuối cùng nó cũng trả tăng được bao nhiêu anh em đúng không? Ví dụ như cái mùa sóng trước ví dụ như các mùa sóng trước nó có thể nó sẽ tạo ra những con sóng nhẹ đấy này, này xong rồi nó cứ đẩy bơm lên cả trăm lần đây nhưng mùa sóng này nó phải đẩy như này cơ mùa sóng này thứ nhất là cái, cái nó không thể đẩy lên được cái đỉnh này thứ nhất là nó không đẩy được lên đỉnh này thứ hai là cái biên độ sóng nó cứ đẩy như này nhưng mà biên độ sóng nó rất là mạnh như thế này thế này em chết rồi biên độ sóng ngày xưa nó biến động nó điều chỉnh rất bé nhưng mà bây giờ nó bơm lên được tí nó lại chỉnh mạnh bơm lên tí nó chỉnh mạnh bơm lên tí nó chỉnh mạnh là đau luôn nó không bơm lên được cái đỉnh này nữa Và trong khi đó thì chỉnh biên độ sóng chỉnh nó lại chỉnh mạnh chẳng hạn. Đấy nó kiểu như vậy ý, mọi người. Nó vẫn đẩy, nói chung là mình nghĩ rằng nó vẫn bơm thôi nhưng mà cái biên độ sóng nó sẽ giảm đi. Chứ không có chuyện là các bạn các bạn cứ hâu cứ đơ hâu một đồng coi rồi để cuối mùa các bạn ăn nhân 20 nhân 30 nhân 5 lần tiền đâu trả anh em. Người ta có phải là ngân hàng là ngân hàng theo kiểu là ngân hàng ấy đâu, từ thiện đâu. Anh em từ thiện cho người ta ấy anh em đi từ thiện cho các dự án ấy chứ không bao có các dự án ra từ thiện cho anh em mình đã không có tiền rồi mình còn phải đi từ thiện cho các dự án ấy, anh em ạ đã không có tiền rồi còn phải đi từ thiện cho người giàu khổ người nghèo phải đi từ thiện cho người giàu trong tài chính này nó là như thế trong thị trường tài chính trong thị trường coi này là người nghèo phải đi từ thiện cho người giàu anh em ạ chứ còn người giàu người ta dự án người ta không từ thiện cho anh em đâu nên cứ xác định luôn là trong thị trường này là người nghèo phải đi từ thiện cho người giàu nhá Còn người ta thì đã làm ra dự án thì người ta cứ úp bô như em phát là người ta ăn được vài chục triệu đô thế là xong, tỷ đô, vài trăm triệu đô. làm ra cái dự án thì không không gọi là không có kiến thức thì nghĩ là nó làm thì cũng khó thực ra nó cũng làm cũng khó thật nếu như anh em mà không có kiến thức nhưng mà làm ra một cái dự án thì anh em nhìn ra nó có cả mấy triệu đồng đấy thì anh em nghĩ là nó có khó không nó khó với anh em thôi người ta làm ra dự án cả hàng vài trăm đồng vài nghìn đồng coi người ta nít lên sàn giao dịch theo anh em là làm ra dự án nó có khó không mình không có kiến thức mình là cái dân mù công nghệ không hiểu về bấu tràn không hiểu về 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 it thì mình không làm ra được nhưng mà những người người ta chuyên môn người ta rồi thì mình người ta người ta làm ra nó đâu có khó đâu ạ à. đâu giống như bây giờ bảo các bạn làm ra một cái trò chơi game anh em làm được ra không mọi người anh em ơi cốt ra được một game anh em cốt được không cho tiền anh em không cốt nổi cốt kiểu gì kiến thức cốt không có đúng không ạ à? tư duy để tạo ra một cái game không có thì tạo ra kiểu gì Ừ. đúng không anh em đã không có kiến thức rồi thì ngay thì bây giờ cái việc mà tạo ra một cái app một cái game cũng chả tạo được đúng không anh em đôi khi là mình đục edit một cái video mình còn chả edit được ấy để tại vì chúng ta không có kỹ năng chuyên môn còn như người ta người ta có kỹ năng chuyên môn rồi người ta tạo ra dự án nó dễ lắm anh em chỉ có đi đùa gà mới đi hot hay thôi để cho anh em <laughs> ôi nhảy vào thanh khoản ra thị trường là là, là là là, là là cái đấy là khó thôi đúng không mọi người pia dự án rầm rộ ra nên mình không có chuyên môn mình không có kỹ năng thì mình nghĩ rằng nó tạo ra khó nhưng mình nghĩ rằng nó cao siêu nhưng cao siêu cái gì anh em cao siêu cái gì ạ nó cao siêu với người ta phần người chơi thì đúng không sai kiểu vậy tối chắc zoom với mọi người tí không anh em ạ à? chưa có gì mới mẻ lắm anh em nhé ừ. mọi người vào sau thì có thể xem lại video giúp mình nhá anh em nhé thị trường thì đợt này thì cũng chập chờn chập chờn anh, anh em thêm thời gian nữa mọi người nhé Ok tối nay thì mình sẽ kết thúc buổi zoom ở đây nhé mọi người nhé mọi người tham gia vào telegram cũng tham gia vào trong nhóm tín hiệu của mình ở phần mô tả video anh em nhé link mình có để ở phần mô tả video ba mọi người nhé